Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VAMA, trong tháng 9, Toyota Veloz Cross bất ngờ trở thành mẫu xe bán chạy nhất phân khúc MPV. Như vậy, Mitsubishi Spander mất vị trí ngôi vương của phân khúc này. Cụ thể trong tháng 9, Toyota Veloz Cross bán ra 2.572 xe, vượt mặt cả Mitsubishi Spander để đứng vị trí thứ nhất về doanh số. Theo đó, chỉ thua kém 156 xe. Mitsubishi Spander đứng ở vị trí thứ hai với 2416 chiếc. Cũng vừa bước qua tháng 10 này, mẫu xe Toyota Velos Cross tại Việt Nam sẽ tiếp tục đón lượt điều chỉnh giá bán mới, tăng 5 đến 10 triệu cho cả hai phiên bản. Cụ thể, phiên bản CVT top cao cấp nhất sẽ tăng 10 triệu lên mức 708 triệu, trong khi phiên bản CVT tiêu chuẩn sẽ tăng 658 triệu lên mức 663 triệu. Nguyên nhân của đợt tăng giá này không nằm ngoài lý do nguồn cung vật liệu đầu vào tăng nên hãng không thể không điều chỉnh lại giá bán. Điều này có vẻ phù hợp xu hướng chung trong thời gian qua khi Toyota Veloz Cross liên tục khan hàng do lượng xe nhập khẩu về Việt Nam không nhiều, dẫn đến tình trạng bia kèm lạc vẫn diễn ra tại một số đại lý. Còn khi mua Mitsubishi Spander 2022 trong tháng 10 này, khách Việt sẽ được tặng camera toàn cảnh 360 trị giá 20 triệu cho bản Cross. Hiện mẫu xe này đang có giá bán niêm yết ở mức 688 triệu. Trong khi đó, Spander bản MT lắp ráp hiện được ưu đãi camera lùi trị giá 2 triệu rưỡi. Giá xe Mitsubishi Spander dao động từ 555 đến 648 triệu. Đáng chú ý, mẫu xe anh em của Toyota Veloz là Avanza Premier dù có tăng trưởng mạnh doanh số, tuy nhiên xe cũng chỉ bán được 485 xe trong tháng 9 và đứng ở vị trí thứ ba trong phân khúc. Trong khi Toyota Veloz tăng giá bán, thì chưa rõ Avanza Premier có được điều chỉnh cùng đợt này hay không nhưng khả năng khá thấp do mẫu xe này không có doanh số quá cao, tăng giá thêm có thể gây hiệu ứng ngược. Xếp ở vị trí tiếp theo thứ tư là Kia Carnival với doanh số 457 chiếc. Được biết, sự sụt giảm doanh số Kia Carnival, theo nhận định do khan hàng khi nhiều đại lý cho biết mẫu xe này cùng với Kia Sonet, Celtis hiện khách phải ký chờ để nhận xe. Các vị trí tiếp theo trong phân khúc MPV lần lượt là Suzuki XL7 bán 453 xe. Toyota Innova bán 347 xe và Suzuki Ertiga bán 45 xe. Trong đó, Suzuki Ertiga Hybrid vừa ra mắt xong đã có 42 chiếc được bán ra, cao gấp 21 lần tháng 8. Đây cũng có thể coi là thành công bước đầu của mẫu MPV giá rẻ tiết kiệm nhiên liệu nhất hiện nay. Xe